Xin chào các bạn, quay trở lại với những chia sẻ của mình nhé. Thì hôm nay mình lại có chia sẻ nữa mọi người về robot hút bụi, và hôm nay là về con X1 bản độc lập. Đấy, thì với cái tầm tiền tầm 8 triệu, hơn 8 triệu thì bây giờ mình sẽ mua cái bản X1 độc lập này, bản nội địa nhé. Còn tầm 5 triệu thì mình mua T8 Max, T8 Power. Còn tầm 6 triệu thì mình mua được T8 IV, hàng mới nguyên thùng nguyên siêu. Còn tầm 9-10 triệu trở lên thì mình mua T9 quốc tế hoặc T10 quốc tế. Đấy, hơn 10 triệu thì 10 quốc tế. Còn cao cấp hơn thì 13, 14, 15 đến 18, 19 triệu thì có thể dùng các dòng X1 Omi, X1 Turbo, T10 Omi, T10 Turbo, bản nội địa và quốc tế. Đấy, bây giờ bản nội địa và quốc tế nó lệch nhau khoảng 4 triệu, 3, 4 triệu với dòng X1 Omi và T10 Omi. Đấy, thì những cái con lau xay thì các bạn tham khảo trên trên kênh của mình. Còn đây là mình giới thiệu con này là con X1 bản độc lập và là lau rung nhá. Thì bên mình có bán các cái sản phẩm về robot bụi này, tất cả các dòng của Ecovac, Debot, Xiaomi hoặc Elife hoặc iRobot, là những cái hãng nổi tiếng thôi. Đấy, những cái hãng nhiều người dùng. Sau này các bạn tìm mua đồ rồi sửa chữa nó cũng dễ. Đấy, còn bên mình có bán này, bán mới này, có tư vấn hỗ trợ các bạn chọn để phù hợp với nhà mình và túi tiền và cái nhu cầu của mình. Có sửa chữa, có bảo hành. Đấy, sửa chữa sau bảo hành, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Đấy, thì các bạn muốn mua hàng thì cứ liên hệ mình. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bóc thùng cái con này nhé. Thì cái con này là hàng mới nguyên thùng nguyên siêu, và đây là X1, debot X1 bản độc lập, nên nó chỉ để là debot X1 thôi. Đấy, con này là lau rung. Thì hàng mới nguyên siêu nguyên thùng thì là băng dính xanh này, băng dính xanh, và tất cả là nguyên si, bên dưới đều nguyên si rồi chứ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bóc thùng cái con này. Mình sẽ cắt nhé. Bên phía trong hộp thì có một cái tem nữa giống như bên ngoài. Đấy, mã của nó là DEX55 để bốt X1 bản độc lập nên sẽ lau rung nhé. Thì thích hợp với lại các cái nhà mà nhiều tầng. Đấy, còn những con X1 Omi, X1 Turbo thì nó dùng cho lau xoay, thì nó sẽ thích hợp với những cái nhà chỉ có một sàn thôi. Đấy, còn lên trên thì các bạn chỉ quét hút được thôi chứ không lau được, hoặc là các bạn bê cả cái hộp nước lên. Đấy, còn bảo con này các bạn chú ý cái chiều của nó. Mình sẽ mở cái nắp lên, này, sau đó các bạn bỏ cái nắp trên. Thì cái nắp trên các bạn bỏ ra, các bạn mở được cái này lên. Trên này là phụ kiện của nó, gồm có sát thơm này, gồm có rẻ lau này, cái này là hai cái chống để chỉ mình đặt vào cái sạc này, đây là đế lau này, đế lau rung, đây là hai cái chổi, tiếp theo đây là robot. Sạc nó có cái chặn bảo vệ này, các bạn bỏ cái chặn này ra nhé. Đấy, và con robot thì các bạn bỏ luôn giúp mình cái chặn trắng này ra. Đấy, có chặn trắng các bạn bỏ ra. Cái này chỉ dùng khi vận chuyển, còn cái cản này sẽ nhún như này nhé, nó đâm vào tường nó sẽ chặn lại, nó sẽ lùi lại. Đấy, bỏ luôn cả cái xanh này ra, đây là cái hướng dẫn thôi. Rồi, đó, AB bỏ sạc ra. Đây là cái sạc này, thì ở đằng sau này sẽ có hai cao su, thì hai cao su đây nó sẽ chống vào tường, mà mình sẽ bóc cái túi này. Đó, mình sẽ lấy hai cái cao su này. Đấy, còn lại là sách hướng dẫn sử dụng thôi, không có gì cả. Đây, hai cao su đây. Thì hai cái này nhá, các bạn lột cái băng dính xanh này ra, lột cái này ra thì trong nó là cái keo thì các bạn đặt vào đây. Đấy, thì nó sẽ dính vào đây, được chưa? Đấy, vậy thôi. Còn cái này thì các bạn gỡ ra. Đấy, đặt sát vào tường. Cái dây này các bạn ngắn thì các bạn có thể gỡ thêm ra, được chưa? Hoặc là dài với những cái ổ mà thấp
tầm 40-50 phân thì các bạn sẽ quận nó vào đây. Còn cái này nhà mình dài thì mình sẽ gỡ ra và cài vào cạnh này. Ok. Và cái này mình cắm ổ điện thôi. Cắm ổ điện đã sát vào chân tường. Ok. Để chống này để con robot nó tì vào nó sẽ không bị đẩy lùi lại. Thì đấy là cách đặt cái sạc, yêu cầu cái chỗ để đặt cái sạc này, vị trí này thì bên trái chống 0,5, bên phải chống 0,5 m, và là phía trước này sẽ chống ít nhất là 1,5 m. Đấy, để cho robot thuận tiện việc đi ra đi vào và định vị tạo bản đồ. Tiếp nữa thì bây giờ mình sẽ lắp cái chổi vào. Đây, cái chổi thì khi lật ngửa lên thì các bạn không đè cái này xuống đất nhé, mà mình sẽ kê vào chân hay kê vào dẹ hay kê vào bất kỳ một cái gì đó để tránh đè cái này xuống đất. Đấy, như mình thì mình sẽ để như này, mình kê vào chân mình. Bạn lắp hai chổi cạnh này vào. Đấy, thì nó có khớp hình vuông này, các bạn để đúng khớp hình vuông, các bạn ấn nhẹ xuống, để đúng khớp ấn nhẹ xuống là được. Đây, để đúng cái khớp vuông rồi ấn. Đấy. Có thể xoay tròn hoặc nhìn đúng cái khớp vuông thì ấn nhé. Đấy. Còn muốn rút lên thì cầm vào ba cái này, rút thẳng lên là nó ra. Đấy. Thì gỡ tóc nó dắt ở đây và ở đây. Được. Lắp vào là xong, được chưa? Tiếp theo là muốn vệ sinh cái chổi. Ví dụ đang chạy rất là êm nhưng tự dưng thấy rất là ồn thì các bạn vệ sinh cái chổi này, thì các bạn bóp vào đây, nhấc cái này ra, được chưa? Đấy, nhấc cái này ra rồi thì cái chổi này bên này thì sẽ nhấc lên được, và bên này sẽ cố định thì sẽ kéo nó sang bên nhấc ra được. Đấy, còn đây cái khớp này đầu hình vuông thì sẽ khớp vào đây. Đấy, để xuống, còn đây là lắp vào này, ấn xuống mà nó khớp chặt, được chưa? Đấy, nhấc nó không tụt ra nữa là ok. Còn cái bánh này thì thỉnh thoảng các bạn dùng dẻ sạch có thể làm ẩm cái dẻ và lau sạch cái bánh này. Bánh bên này tương tự, sáu cảm biến chống rơi có thể dùng vải khô, giả khô, giấy ăn để lau sạch các cái cảm biến chống rơi này. Đây thì khi mà đi cầu thang sẽ không bị rơi. Đấy. Cái bánh này nếu bị kẹt thì các bạn có thể dùng tô vít cạy ra để gỡ tóc rối ở trong cái trục này, hoặc là dùng nhíp là ok. Đấy, như thế này là ok nhá. Còn đây là cái khay lọc không khí và tỏa hương, thì các bạn chỉ cần là bóc cái viên sát thơm này các bạn thả vào đây, sau đó lắp vào con robot thì khi robot chạy nó sẽ tỏa hương thơm. Đấy, và lắp vào là ok. Còn để lắp lau rung thì các bạn sẽ đặt cái lau rung này vào. Lau rung thì các bạn phải đổ nước nhé. Đấy, nhưng mà cứ khớp vào đây là ok, thì mình sẽ hướng dẫn sau. Đặt vào như vậy là ok. Thì các bạn cứ lắp cái bộ sát thơm này vào, nếu mà không lau nước và đặt robot vào thì các bạn sẽ run nó vào. Đấy, nó lùi lại. Nếu mà cái đèn này nó sáng lên thì nó đã khớp sạc, còn nếu nó chưa sáng thì nó không khớp sạc nhé. Thì các bạn sẽ chỉnh lại, chỉnh lại cho nó khớp sạc. Đấy, thì khi mình đặt khớp, đấy, nó sáng đèn lên là đã khớp được chưa. Thì khi B chuyển tầng thì các bạn chú ý là mình sẽ tắt cái công tắc đỏ đi. Đấy, và đến nơi mình đặt khớp sạc như này và mình mới bật lại công tắc nguồn. Đấy, còn nếu mà chưa bật công tắc nguồn thì cái đèn này thì nó sẽ báo đỏ, tại vì mình chưa bật công tắc nguồn thì nó sẽ báo đỏ, nó khởi động xong nó sẽ báo đỏ. Còn cái nắp này thì nó là 5 chấm hút, thì mình chỉ việc nhấc lên là nó bảo mình bật nguồn trước khi sạc pin, mình bật lên nó sẽ không nói nữa. Còn cái hộp rác thì đổ rác thì bạn cầm quai nhấc lên này, kéo ra. Đấy, thì rác nó ở trong này, các bạn cầm các bạn bỏ ra. Đấy, là đổ rác đi, được chưa? Còn cái lọc này các bạn cũng có thể cạy ra. Cái màng đen này các bạn có thể giặt được, còn cái này đập bụi hoặc dùng cái chổi quét bàn chải cái răng này, các bạn quét qua hoặc đập bụi thôi thì dùng nó bền. 3-6 tháng thì bạn thay chiếc khác. Đấy, lắp vào thì các bạn đặt cái lưới đen này vào. Đấy, và đặt cái này vào là xong, được chưa? Và khớp vào, các bạn đặt vào đây, hạ cái này xuống là ok. Tiếp theo mình hướng dẫn các bạn cái lau nước. Thì cái lau nước thì các bạn có thể dùng một trong các loại nước lau sàn sau dành cho robot hút bụi. Đấy, nước này hoặc nước này hoặc nước này. Đấy, nước lau sàn thì bên mình có bán nhé, còn mua thì mình sẽ tặng cho robot một can rồi hoặc một lọ này rồi. Thì cái thời gian sử dụng thì một lọ này và một can thì tương đương như nhau thôi. Đấy, cái loại này là loại đậm đặc, chỉ lần mỗi lần chỉ cần 1-2 giọt. Đấy, còn cái loại này thì mỗi lần một nắp cái này, các bạn dùng cái nắp này để đong. Đấy, thì khi mà lau thì lau, khi các bạn muốn lau nước sẽ làm như sau: mở cái nút này lên, xoay nó sang được để cho dễ làm.
sau đó các bạn có thể là xịt vào đây 1 đến 2 giọt của cái loại nhỏ này, đậm đặc này, đấy, tính hãng Ecovac nhá. Hoặc là các bạn đong lấy một nắp, mở cái này ra và các bạn đong lấy một nắp, các bạn đổ vào đây. Để xong các bạn sẽ cho nước lọc. Nước lọc thì các bạn sẽ đổ vào đầy cái hộp này. Thì tùy vào diện tích nhà của các bạn sẽ đổ đầy bằng nửa nhá. Nếu nhà nhỏ thì đổ một nửa thôi. Còn một khay này nó sẽ lau được tầm 100 mét vuông. Đấy, mỗi lần nó sẽ lau 100 đến hơn 100 mét vuông tùy vào cái mức độ các bạn cài đặt là nhiều hay ít hay vừa, thì nó sẽ chạy được nhiều ít vừa, chính là lượng nước bơm ra diện ấy. Thì mình sẽ cài được cái đấy ở trên phần mềm. Đấy, sau đó đổ nước vào, thì đổ nước lọc thì các bạn nên dùng cái nước lọc của máy RO hoặc là nước máy để tránh nó bị đóng cặn. Đấy, và không dùng với lại những cái loại nước như kiểu xà phòng, nó sẽ gây trơn. Thì chỉ dùng cái nước dành cho robot hút bụi thôi nhá. Đấy, cái nước này bên mình có bán, hoặc là các bạn mua ở đâu cũng được. Đấy, nhưng mà nước cứ dùng cho robot hút bụi là được. Đấy. Ok, và đổ vào, sau đó mình chỉ cần lắp vào robot là xong. Thì để lắp vào robot thì các bạn kéo ra, nó đang sạc pin thì các bạn kéo ra. Các bạn bỏ cái khay tỏa hương này ra và các bạn lắp nó vào. Đấy. Lắp vào đây. Rất là dễ, các bạn chỉ cần đây các bạn đưa này sát lên mặt này, các bạn run vào. Đấy. Nó khớp vào là ok, khớp mà nó sẽ khớp khít như này. Cái này các bạn có thể bỏ ra. Rồi. Bây giờ để cho nó về sạc. Mình chạm vào cái này nó chạy đấy. Mình ấn cái nó dừng lại này. Giờ mình lại run nó về sạc. Đấy. Run sạc thì các bạn sẽ chỉnh cái chấu tiếp điện vào đúng cái này là được. Ok chưa? Rồi, đấy là bạn bắt đầu sạc pin. Rồi, bạn đậy cái nắp này lại thôi. Đấy là cái lau nước. Còn cứ lắp vào nó sẽ tự hiểu và nó tự bơm nước tự lau rồi chưa? Còn đây hãng nó cho một cái rẻ nữa, cho hai chiếc. Còn mua bên mình thì bên mình thường tặng thêm rẻ cho các bạn để các bạn dùng nhé. Còn sát thơm mà mọi thứ bên mình đều bán, nên là cứ hết thì các bạn mua. Ok, còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài app và sử dụng nhé. Bạn nội địa bây giờ vẫn cài app và sử dụng bình thường, không vấn đề gì cả. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài app nhé. Thì với Android hay iPhone thì bây giờ bạn nội địa đều dùng app bình thường cả. Đấy, thì với app, với iPhone thì các bạn vào Apple Store này. Các bạn cài phần mềm Ecovac Home, Android cũng tương tự như vậy. Còn cách cài app thì mua bên mình thì bên mình sẽ gọi video call hướng dẫn hỗ trợ các bạn cài, các bạn không phải mò. Đấy, hoặc các bạn cài theo video cũng được. Các bạn search phần mềm Ecovac Home. Đấy, Ecovac Home. Thì với bản 2.3.5 thì ngôn ngữ trở xuống thì ngôn ngữ là tiếng Việt, còn bản 2.3.5 trở lên thì ngôn ngữ là tiếng Anh, nên mình đã cài 2.3.5 trước đó rồi thì mình vẫn để nguyên là mình dùng, nên sẽ là tiếng Việt. Đây, phần mềm đây, Ecovac Home. Các bạn tải cái này, phần mềm này xuống nhá, Ecovac Home. Đấy, mình đã cài rồi thì mình mở mình dùng nhá. Đây, phần mềm Ecovac Home đây. Trước cái bước này của các bạn, nó sẽ chưa ra bước này luôn, mà nó sẽ ra bước trước bước này. Nó sẽ yêu cầu các bạn chọn khu vực và chọn ngôn ngữ. Thì dòng trên khu vực thì các bạn ấn vào khu vực các bạn, nó đang là Việt Nam thì các bạn chọn cho mình là China Mainland. China Mainland. Đây. Đấy, các bạn ấn tích dấu chọn và ấn lưu lại. Đấy, còn cái dòng ngôn ngữ các bạn chọn luôn sang tiếng Anh cho mình. Khi các bạn cài cái bản mới nhất thì ngôn ngữ sau khi chọn xong nó là tiếng Trung, thì các bạn chọn luôn ở dòng ngôn ngữ tiếp theo, các bạn chọn sang tiếng Anh nhé. Sau đó ấn lưu lại là ok. Và đến bước này thì các bạn ấn vào cái biểu tượng Ecovac này. Đấy, sau đó các bạn điền cái ID và mật khẩu. Thì cái này bên mình có bán, còn mua bên mình thì tặng miễn phí. Thì các bạn điền vào. Rồi, sau khi điền xong ID mật khẩu thì các bạn ấn đăng nhập. Đấy. Thì đây là một số con robot mình đang dùng trong cái app của mình. Thì đây, để thêm robot mới thì các bạn, của các bạn thì các bạn không phải gạt như này vì nó chưa có con robot nào đâu. Đấy. Mỗi người một tài khoản, mỗi người một ID. Đấy. Nên là nó sẽ là ra cái màn hình giao diện có chữ thêm này luôn. Còn ở cái bước này, nếu các bạn điền nó là tiếng Trung rồi nhé, và đây nó không phải là tiếng Anh như thế này nữa mà là tiếng Trung Quốc, thì các bạn ấn vào cái đầu người này, ấn vào cái hình lục giác này, và các bạn vào cái dòng thứ tư từ trên xuống. Đấy, các bạn chọn English và ấn lưu lại là xong. Thì rồi các bạn quay lại thì nó sẽ về tiếng Anh, những cái phần này sẽ về tiếng Anh hết. Còn của mình bạn 2.3.5 thì nó đang tiếng Việt thì mình dùng luôn. Rồi đến bước này thì các bạn ấn thêm để chọn, để thêm robot vào, được chưa? Cái bước này thì nó sẽ hỏi các bạn là cho phép dùng camera không, thì các bạn ấn cho phép. Đấy, còn
mình sẽ quét cái mã QR code. Quét cái mã QR code thì bạn bỏ cái nắp này ra này. Đấy. Cái mã QR code kìa, đấy nằm đấy thì các bạn đưa cái điện thoại của các bạn vào. Đấy các bạn đưa điện thoại vào, các bạn quét cái mã QR code kia là ok. Còn mình không quét QR code thì mình có thể chọn. Ấn chọn ở góc dưới này này. Đấy. Sau đó chọn X1. Và chọn cái bản X1 độc lập này, Depot X1. Đấy. Bước này các bạn điền mật khẩu Wi-Fi của các bạn vào. Thì trước khi kết nối thì các bạn phải kết nối với Wi-Fi nhà mình rồi nhé. Đấy, cứ kết nối Wi-Fi mạnh nhất, sau đó các bạn ấn tiếp theo. Bước này các bạn bật công tắc đỏ nguồn rồi. Công tắc đỏ kia các bạn bật rồi thì bạn tích xác nhận và bấm tiếp theo. Còn chưa bật thì các bạn bật lên, chờ chuông khởi động thì các bạn làm tiếp nhé. Tiếp theo bước này nó áp bảo các bạn ấn cái nút reset một lần rồi nhả ra. Đây thì cái nút reset đây. Đấy, các bạn ấn một cái rồi nhả ra. Robot chưa nói đúng không? Chưa nói thì ấn lại, đến khi nghe chưa nói thì thôi. Rồi. Đấy. Hoặc là các bạn ấn lì cái nút reset kia trong vòng 6 giây thì nó reset con robot đi về mặc định. Đấy nên khi cài xong thì mình sẽ không ấn cái nút đấy nữa. Còn ấn 1 giây thì nó sẽ kết nối app, nó sẽ phát wifi để kết nối app nhé. Rồi, sau khi mà ấn cái nút kia một cái nhả ra và robot nói rồi nghe thấy tiếng nói rồi thì tích vào dấu xác nhận và bấm tiếp theo. Chỗ này thì bạn đã nghe thấy âm thanh rồi thì các bạn ấn có. Bước này thì có những cái máy thì nó sẽ bảo bạn kết nối luôn với wifi đấy. Còn những cái nào không bảo kết nối luôn thì các bạn không có chức ấn kết nối được ấn thì các bạn ấn vào cài đặt. Sau đó vào mục wifi. Mình sẽ chọn với cái wifi mà robot phát ra đây. Bốn cái số cuối này sẽ là series của máy. Nếu các bạn thấy không trùng với số series ở dưới cái hộp rác này thì là robot đã bị thay main hoặc có vấn đề gì đó. Hoặc cái series này sẽ ở thùng trong, thùng ngoài đều có số series này nhé. Đấy, chọn kết nối. Rồi. Sau khi robot nó nói thì có cái điện thoại ra cái tin nhắn ở đây thì bạn ấn luôn tin nhắn đấy. Còn không thì bạn ấn vào cái góc trên cùng bên tay trái để cho nó trở về cái phần mềm Expert Home. Và mình chờ nó kết nối. Đấy, như vậy là xong nhá. Mình có thể đặt tên cho nó. Tên này các bạn đặt tiếng Việt có dấu hay gì đó thì tùy. Còn mình để mặc định thì mình tiếp theo luôn. Đến đây nó bảo các bạn chọn múi giờ. Thì mình đang múi giờ cộng 7 rồi thì mình cứ để nguyên thôi. Ngôn ngữ thì bắt buộc phải chọn tiếng Trung nhá. Đấy, ấn nhập. Rồi. Đây là bọn mình cập nhật phần mềm thì mình cập nhật luôn. Cái này thì mình chờ nó sẽ tải từ 0 đến 100 và sau đó nó sẽ quay lại nó cập nhật thì nó chạy tiếp một lần nữa từ 0 đến 100 và chờ một tí nó chuông khởi động xong là xong nhá. Thì cái này mình chờ. Nó sẽ phụ thuộc vào mạng nhanh thì nó chạy nhanh và mạng chậm thì chạy chậm. Thì trong quá trình chờ thì mình sẽ dặn các bạn một số cái chú ý. Thì cái chú ý đầu tiên khi dùng robot thì robot đang chạy rất là êm thì tự dưng các bạn thấy rất là ồn. Đấy, nó ồn, nó khó chịu, tức là nó kêu rất là to. Thì lúc đấy các bạn lật ngửa lên, các bạn kiểm tra cái chổi chính xem nó dắt cái gì. Đây, thì khi mà robot rất là ồn thì các bạn cầm lên và các bạn lật ngửa và lên để kiểm tra thì các bạn sẽ cầm vào phần đầu này. Đấy, và các bạn sẽ dốc xuống như này. Đấy, như này luôn. Thì cái nước nó đang lau nước thì cái nước nó ở dưới. Nước ở dưới nhá, thì nó vẫn cứ ở dưới thôi, nó không thể dốc lên trên bản mạch được. Đấy, thì lúc đấy các bạn sẽ mở cái nắp này ra. Đấy, bỏ cái chổi này ra, xem trong này nó dắt cái gì thì gỡ cho nó. Dây tóc cuốn vào chổi thì các bạn gỡ ra thì nó lại êm như bình thường thôi. Đấy, khớp cái đầu này và lắp lại này. Đấy, xong đó ấn xuống. Đấy. Hoặc là cái gì dắt vào chổi cạnh thì các bạn cầm ba cái râu bắt rút thẳng ra thì nó sẽ rút được nó ra, được chưa? Đấy, đây là cái cách gỡ các cái vật khi mà nó phát ra tiếng kêu. Đấy, còn bánh này khi nó trơn thì các bạn dùng cái chổi dẻ sạch các bạn lau đi thôi. Đấy, còn rác thì tất cả đã đổ giống như nhau thì bỏ hộp rác này ra là đã đổ đi. Khi robot nó đang lau mà nó bị lỗi, nó đứng yên thì các bạn đang lau nước, nhất là đang lau nước thì bạn muốn lật ngửa lên thì sẽ cầm nâng nha. Đấy, xong xoay lại để xem. Đấy, tránh cái trường hợp cầm dốc như này. Đấy, dốc như này thì nước có bao nhiêu nước ở đây nó sẽ chảy hết lên trên bản mạch. Đấy, thì mình cứ cầm cho mình như này là ok. Đây là cái chú ý thứ nhất.
Cái chú ý thứ hai là khi mà chẳng may robot bị hút vào nước. Hút vào nước nhé. Chẳng may robot bị hút vào nước ở trong nhà vệ sinh ấy, thì các bạn sẽ không được lật ngửa robot lại. Đấy, không lật ngửa mà các bạn cứ để nguyên như này. Mở nắp lên, tắt nguồn đi đã. Sau đó bỏ hộp rác này ra. Bỏ hộp rác ra xem trong này nhiều nước hay ít nước. Đấy, ít nước thì có thể đổ rác đi và chạy tiếp được. Còn nếu mà nhiều nước và nước nó ướt cả ở đây thì lúc đấy các bạn lau khô cái nước ở đây và giặt cái rẻ này, giặt màng lọc này, phơi khô màng lọc này đấy, và giặt cái hộp rác này đi cho nước khỏi nước bẩn, nếu mà là nước bẩn đấy, thế xong là mình lại phơi khô đi, còn robot tắt nguồn đi đấy, để cái như này vào máy sấy hoặc là đem ra phơi nắng, bỏ cả hộp nước ra luôn. Em phơi nắng 1-2 hôm là dùng bình thường. Đấy, không phơi nắng giữa trưa, chỉ phơi nắng chiếu xiên hoặc là nắng nhẹ. Đấy. Còn không dùng máy khò, máy sấy để sấy, máy khò máy sấy sấy nó sẽ sùn hết nhựa vào. Đấy, xong là lắp lại là dùng bình thường thôi. Còn nếu mà ngập nước thì gửi lại cho bên mình để bên mình vệ sinh xong rồi lại dùng. Đấy. Còn con này là nó đã khởi động các thứ xong rồi đấy. Còn khi lật ngửa lên vệ sinh thì không đè cái này xuống nền nhà. Không đè cái chóp laser này, trên này là cảm biến này, con nào cũng như thế, con này cũng giống như con này, trên này là cảm biến, không đè xuống nền nhà, nó vừa xước mà nó vừa không bền, nó gây ra hỏng cảm biến laser này, nên là mình không đè xuống nền nhà. Đấy là một số chú ý. Còn cái màng lọc này 36 tháng mình chú ý khi nào thấy bụi lọt đằng sau hoặc là thấy nát, thấy cũ rồi thì 36 tháng mình thay chiếc khác. Đấy, là nó sẽ bền. Còn trẻ con thì không được ngồi lên. Nhiều nhà cho trẻ con ngồi lên thì không được. Con robot như vậy là đã cài xong app rồi đấy. Con robot sau khi cài xong app thì nó sẽ báo cập nhật thành công này. Mình sẽ ấn mũi tên quay trở lại để có thể điều khiển được nó. Đây thì X1 đây. Pin báo 8%. Đấy, bây giờ mình sẽ và làm sạch thông minh để xem cái và làm sạch thông minh để điều khiển nó. Đấy, thì đây là cái giao diện của nó này. Đấy, tiếp tục này. Tiếp tục này. Các hướng dẫn này bỏ qua. Vuốt lên để các cài đặt của nó này. Thì đây là các cái cài đặt này. Thì cái cài đặt thì con này nó công suất này, nó có các công suất hút như này. Đấy, yên tĩnh đến tối đa cộng thì bình thường mình để tôi chuẩn thôi, còn nó thấy thảm nó tự tăng lực hút rồi. Đấy, và lau nước không trèo lên thảm thì đấy nó mặc định, nó tự điều chỉnh rồi. Còn thứ hai là lượng nước bơm là rẻ đấy. Thấp, vừa hay cao tùy theo nhu cầu của mình, tùy theo loại nền nhà mình chọn cho nó phù hợp. Còn cái làm sạch thông minh này. Trong này nó sẽ có một số cài đặt. Đấy, ví dụ chế độ lau rung ấy thì mình có thể chọn được lau tối đa, tức là nó lau mạnh hơn đấy, hoặc là hàng ngày thì chạy với tốc độ tiêu chuẩn đấy, còn nhẹ nhàng thì nó sẽ chạy nhẹ đấy, trà sát là lau cái lau rung nó chạy đấy đấy, còn nhắc nhở giặt rẻ thì mình có thể bật lên, thì cứ bao nhiêu phút đấy nó nhắc mình một lần, còn không thì mình để nó làm xong thì nó quay về thì mình giặt. Tự động đổ rác thì mình không có chạm thì không quan tâm đến nó. Cái ngắt điện làm tiếp tục quét này thì là cái này là nhà bạn nhỏ hơn 200m² thì các bạn tắt đi, còn lớn hơn 200m² thì bạn bật lên. Thì lớn 200m² thì làm 200m², nó hết pin nó về sạc, sau đó nó sẽ sạc đầy, nó sẽ quay lại, nó tìm sạc đầy thì nó sẽ tiếp tục nó làm những cái mét vuông nó còn lại nó chưa làm xong. Còn tự động tăng cường lực hút chính là tính năng nhận diện thảm đấy, thấy thảm tự tăng lực hút và lau nước không trèo lên thảm. Còn cái này tránh vật cảm bằng camera thì các bạn để bật. Ok, đây là phần làm sạch thông minh. Tiếp theo lịch làm việc. Lịch làm việc thì các bạn có thể chọn thêm lịch này. Đấy, các bạn có thể chọn cái thời gian các bạn muốn nó quét này. Đấy, và cái phần lặp lại các bạn chọn bật lên và tích vào các cái thứ mà các bạn muốn nó quét, xong các bạn ấn lưu lại là xong. Tự động thì nó quét toàn bộ nhà, còn vùng thì nó sẽ các bạn chọn phòng nào thì nó quét phòng đấy. Tại vì mình vừa chọn cái giờ đấy. Đấy, giờ 23 giờ 58 nên nó chạy luôn. Đấy, thì mình dừng lại, mình quay đế sạc này. Kết thúc.
thì nó sẽ tự quay về đây sạc, được chưa? Nó vừa đi ra. Rồi. Đấy, còn app sau khi cài xong rồi, đang khóa app đấy nhưng mình dùng như bình thường luôn. Đây mình sẽ hỗ trợ bạn mở app. Còn tiếp nữa là ngôn ngữ thì con này bạn đang dùng tiếng Trung, còn bên mình có thể hỗ trợ các bạn cài sang tiếng Việt luôn các bạn dùng nhá. Đấy, còn nếu mà khóa app thì chỉ dùng tiếng Trung thôi, nhưng bên mình sẽ xử lý được, hỗ trợ các bạn cài được sang tiếng Việt, được chưa? Cứ mua bên mình đi, bên mình hỗ trợ hết. Còn đây là âm lượng, được chưa? Cài đặt khác này. Cài đặt khác thì trong này nó báo một số cái thôi. Ví dụ lịch sử sử dụng phụ kiện này, đấy, cái nào còn bao nhiêu giờ còn tốt thì không, nó báo hết đây, lúc nào cần phải thay nó báo. Rồi quản lý video rồi các thứ, nói chung là bên này thì không có gì. Đấy. Ok, thì trên đây là toàn bộ cách sử dụng app. Đấy. Đây là quay đấy sạc, còn đây là quay, đây là tạo bản đồ. Khi mà nó tạo ra bản đồ như này rồi thì bạn thể lưu lại. Đấy. Thì tính tạo bản đồ từ lúc nó đi ra khỏi sạc đến khi quay lại thì nó sẽ tạo bản đồ và nó sẽ báo bạn lưu ở trên này. Thì lúc đó các bạn có thể đặt được tường ảo này. Đấy, đặt tường ảo này. Tường ảo thì dễ lắm. Cũng không có gì cả. Tường ảo thì các bạn tích vào cái vùng các bạn muốn tạo này. Nhưng phải có bản đồ thì mới vẽ được. Đây mình chưa tạo bản đồ. Các bạn sẽ tích vào, cứ vẽ và đặt vào các ô. Mình sẽ cho chạy thử nhé, để mình vẽ cho các bạn xem, các bạn sẽ hiểu hơn. Rồi mình quay lại này. Quay lại này. Mình cho chạy. Cho chạy. Rồi mình sẽ lùi camera ra nhé. Chạy này. Chạy thì có hai cách. Một là bấm ở trên cái điện thoại này. Đấy. Một là bấm trên điện thoại này. Hai là các bạn có thể bấm robot. Thì robot các bạn có cái nút này, các bạn sẽ bấm một lần để nó chạy. Nó đang chạy, các bạn muốn dừng lại, các bạn bấm lần nữa nó dừng lại. Đấy, và muốn quay về đây sạc, bấm lì 5 giây nó quay về đây sạc. Đấy giờ, nó sẽ quay về đây sạc. Đấy, nhưng mà mình đang không có nước, nên là mình sẽ phải tháo cái khe lau này ra nhé. Còn các bạn lau thì các bạn phải lắp nước. Mình tạm dừng, mình tháo khe lau ra đây. Đấy, lau này phải cho nước vào nhé. Quay lại đây sạc. Nó báo lỗi gì đó thì ở trên này nó sẽ báo hết nhé. Đây nó đang bảo là chưa lắp cái lau rung hoặc là chưa lắp cái lọc không khí. Thì lúc đấy các bạn phải lắp vào nhé. Các bạn thể bỏ qua này. Đấy, nên quay lại để sạc. Phải lắp cái đấy thì nó mới cho các bạn quay lại để sạc nhé. Nên là một bắt buộc phải lắp một trong hai cái này. Sau khi lắp đủ rồi thì nó sẽ không báo lỗi nữa và các bạn sẽ bấm quay lại sạc. Mình sẽ quay lại được chưa? Nó sẽ tự động hết. Sau khi quét nhà xong nó cũng đi về đấy sạc. Hoặc là mình cho nó về thì nó cũng về, nó tự động hoàn toàn. Được chưa? Đây là cái cách điều khiển nó, được chưa? Về sạc thì nó báo. Còn cái nữa là quản lý video. Thì cái này các bạn có thể đặt mật khẩu, mình chưa muốn đặt, mình bỏ qua, không cần mật khẩu. Đấy, còn vào trong này rồi các bạn có thể xem các cái video nó truyền về cái hình ảnh, truyền về điện thoại, có thể đàm thoại hai chiều. Đấy. Rồi con này có thể vừa quét vừa xem được nhá. Đấy, nó truyền hình ảnh về này, được chưa? Đấy. Hoặc là có thể điều khiển tiến lùi trái phải ở đây luôn này, tiến này. Đấy, được chưa? Đấy, hoặc quay lại sạc thì bấm vào đây, hoặc là cuộc gọi, đấy, tuần tra các thứ. Thì các bạn cứ thử thôi. Đấy, nó có nhiều tính năng lắm, nó dễ thì các bạn cứ thử, các bạn nghịch, các bạn dùng. Đấy. Còn nó đi đâu nó chuyển hình ảnh về, đang quét các bạn có thể xem được nhé. Đây, nó đang quay để nó về sạc, nó sẽ tránh vật cản, con này tránh vật cản khá là tốt đấy. Ok, về sạc kia, tắt đi để quay lại. Đấy. Và lại làm sạch thông minh.
Đây mình ấn vào cái video rồi. Nó lại là thông minh. Đấy. Còn bản đồ đây. Bản đồ thì cứ chạy ra khỏi sạc đến khi quay lại thì tạo bản đồ thôi. Đấy thì cơ bản là cách dùng là như vậy. Còn khó khăn gì hay thắc mắc gì thì các bạn cứ liên hệ mình. Số điện thoại thì mình để trên cùng bên tay trái. Còn tường ảo thì các bạn có thể là vừa chạy vừa vẽ được. Đấy. Hoặc là khi nó hoàn thành bản đồ thì bạn vào cái phần bản đồ này bạn vẽ được. Đấy. Đây nó đang chạy, bạn vào bản đồ này và bạn vẽ tường ảo, vào vẽ tường ảo thì nó sẽ dừng lại. Đấy. Tích vào vẽ tường ảo này, khu vực chỉ hút bụi và lau sàn, được chưa? Ấm vào đây. Ví dụ cái này là nhà vệ sinh các bạn, thì các bạn đặt cả cho mình cái này vào nhà vệ sinh các bạn. Đấy thì nó có bị lệch hay gì đấy thì nó cũng không đi vào nhà vệ sinh các bạn được, được chưa? Đấy. Tích dấu xanh để xác nhận. Đặt tiếp thì các bạn cứ đặt thôi. Được. Tích tích nhầm. Đấy. Tích xanh để xác nhận. Đặt tiếp. Đấy. Tích xanh để xác nhận. Sau đó các bạn thoát ra thì nó lại làm điều bình thường. Được. Quay lại nó làm điều bình thường và nó chỉ làm trong cái vùng này thôi. Đấy. Thì sau khi mà nó làm xong thì nó sẽ tạo ra cái tường ảo, nó tạo ra cái bản đồ. Đi đâu thì nó vẽ hết cho mình ở trên app này. Đấy, nó sẽ tự tránh những cái vật cản cho mình, nó tự tránh. Nói chung là nó rất là dễ dùng, nó không khó dùng thế nào cả. Các bác lớn tuổi thì bên mình cũng hướng dẫn được các bác dùng nhá. Đây, quay về sạc thì bấm vào đây, quay lại. Đấy, còn chạy nó rất là êm như vậy, các bạn chỉnh được cả công suất hút cho nó êm hơn được. Bây giờ mình sẽ đặt cái ngôn ngữ nói cho nó này, ngôn ngữ này. Rồi sử dụng tiếng Việt này. Đấy, tiếng Việt nhé, sử dụng nhé. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh âm lượng này, to lên này, nhỏ đi này, to lên này, được chưa? Đấy, cho robot chạy này, được chưa? Nói tiếng Việt luôn, bản quốc tế còn phải nói tiếng Anh nhé, nhưng mà nội địa nói tiếng Việt luôn. Dừng lại này, quay lại sạc này. Đang sạc. Đấy. Ví dụ mất hộp rác này. Vui lòng lắp ngăn chứa rác. Được chưa? Lắp khay lau này. Đấy, nói tiếng Việt luôn nhá, quay lại. Tiếp tục đặt lại. Đấy, đây tiếp tục về sạc tiếp. Được chưa? Đấy thì trên đây là toàn bộ chia sẻ của mình về hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, lau nước và cài app. Đấy, cho con X1 bản độc lập này. Thì các bạn có nhu cầu mua hay là sửa chữa hay cài app hay hướng dẫn sử dụng thì liên hệ mình. Số điện thoại mình để góc trên cùng bên tay trái, các bạn cứ add Zalo của mình thì mình, hoặc là gọi điện cho mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Bên mình có bán, có bảo hành, có sửa chữa nên là các bạn yên tâm, không phải lo gì cả. Riêng về đồ EcoVat thì rất là sẵn đồ, cái gì cũng có. Đấy. Đang bắt đầu sạc. Ok, thì các bạn thấy video hay hữu ích thì đừng quên like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Đây mình cho xem các bạn xem rác của con T9. Đây nhà mình đang dùng. Con này T9 Plus thì con này nó có hút rác lên trên đốc này. Đấy, sau khi ấy xong thì nó hút rác lên trên đốc. Đấy. Thì đây cái rác. Cái rác mà nó hút được đây. Đấy.
nguyên xi nó đút được, mình chả đi nhét rác vào đây đâu. Đấy, rác nó hút đấy. Nói chung các bạn xem một số cái video mình test những cái dòng T8, T9 nó làm việc, nó hút ở tại cái sàn nhà này, nhà mình, sàn gỗ hoặc sàn gạch cũng như thế thôi. Đấy thì các bạn sẽ hiểu rồi. Tùy nhà to nhà nhỏ thì mình chọn. Thì chia sẻ mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Các bạn thấy video hay thì đừng quên like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.